Tôi thấy team Gam chiến thuật ban pick tốt nhưng thực hành thì như cái làm bia. Cậu thấy là đám mưa nha. Cậu thấy là đám mưa nha. Chấp luôn là ok. Cái gì mà anh ba chọc chọc cái gì ác vậy? Lóc thiệt rồi. Anh ơi lóc trùng luôn. À, Yasuo lại một khỏe hơn anh em, cả số lại ba mà anh được. Cái kèo nha, kèo vậy nha. Kèo cả số đánh Yasuo lại một không được. Và sắp hồi giáp cốt rồi nha. Thua 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 thua. Hồi mất giáp cốt nha, ngon nè, ngon nè, ngon nè. Ây da, chết rồi, thua ông già rồi. Đám mình thủ solo IG anh em ạ, IG gặp cá sấu kiểu này nó ấy hơn, căng hơn, nhưng Yasuo thì vẫn đánh được nha. Má, Yasuo khỏe ta. Khỏe chứ. Anh ba biết cách solo kèo này hả? Sao anh ba cầm quyền năng luôn rồi? Ai chỉ anh vậy? Ai chỉ anh vậy? Lên cậu lấy cả điểm hồi kỹ năng. À, vậy là dùng E cho nhiều à? Sao Khánh không lấy tốc đánh à? Khánh lấy 5. Sai à, sai à, sai à. Lấy bảng sai nhưng mà đánh đúng là được đúng không? Lấy bảng sai nhưng mà đánh đúng là được đúng không? Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Đấy thêm cái nữa. Ồ không đánh được. Ôi à, có cho Khánh chưa? Khánh phải chạy chạy cái. Nhưng mà em đánh đúng. Nhưng mà em đánh đúng. Lấy bằng sai nhưng mà em đánh đúng. Round 3. Fight. Có thể ba win đi không quét, em thua anh ba buồn lắm à. Anh ba lớn mà, anh ba hiểu được những cái nỗi buồn này là cần thiết cho cuộc sống mà. Nhảy nhảy nhảy. Tại sao nhảy, không nhảy. Phải 3 không hay nhảy. Là Gam muốn 3 1. Duy Khanh Đức nha. Đã rescan 5.000 đồng. Mưu sinh đâu dễ đâu, đâu phải ai cũng có lương 5.000 đô la như anh L cái ở gì đấy, cái gì Duy Khánh, Duy Khánh rất khít. Có người sai cách rồi nha. Em về mà. Em giao lưu xem cái cách anh dùng quy thôi.
Cho ảnh farm, cho ảnh farm luôn, cho ảnh tưởng ảnh đang win luôn. Con cái lát là ảnh win thật. Ây da, không đánh thêm hit ta. Ui ạ. E đâu rồi trời. Ổn lắm anh em ơi, hơi tốn mana. Ôi! Đi không mất lấy 5 đồng. Vậy là thua hả? Không thua được. Đã mất vài con lính thôi. Trong tầm kiểm soát. Mẹ ác rồi trời. Thôi nha. Hết gì nha. Không có hồi cực quy anh em ơi. Phải hồi cực quy là mình vô đó. À cái chức vô địch của em chỉ là may mắn. Chỉ là may mắn mà thôi. Không có sự may mắn này thì làm sao mà có thể thắng được. À, quần gam nó hơi bẩn anh em ạ. Quần gam nó hơi bẩn. Có cái quần quỷ đỏ ở đây. Quỷ đỏ ha. À, nhục quá. Nhục vãi cái này ạ. Xuân Trường đã uy scan 8.000 đồng. Captain Gam ha, vô địch VCS ha. Đó Xuân Trường á. Solo thua rồi anh ba. À, quá là nhục.